kiểm soát tải trọng tại các cảng được xem như một giải pháp hiệu quả nhằm giảm thiểu tình trạng chở hàng quá tải. Hầu hết các cảng biển trên cả nước đều ủng hộ chủ trương này. Tuy nhiên, giữa các cảng lại đang nảy sinh hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh, nhất là về giá cước xếp dỡ. Từ ngày 16 tháng 9, 29 cảng biển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt ký cam kết với Bộ Giao thông Vận tải không tiếp tay cho xe chở hàng quá tải ra khỏi cảng. Tại Hải Phòng, từ ngày 1 tháng 10, cả 34 trên 34 cảng trên địa bàn đều ký cam kết thực hiện nghiêm việc xếp hàng đúng tải trọng. Các doanh nghiệp đã xây dựng quy trình kiểm soát tải trọng và quy chế xử lý đối với các cá nhân, tổ chức có vi phạm. Đại diện Hiệp hội Vận tải hàng hóa đường bộ Hải Phòng cho biết, từ khi thắt chặt kiểm soát tải trọng, tình trạng xe quá tải đã giảm 70-80%. Hiện cước hàng rời chỉ tăng 60-70%, hàng container tăng 20-30%. Với mức tăng như vậy, cước vận tải đang trở về đúng với giá trị thực của nó. Kiểm soát chặt việc xếp hàng ngay tại các cảng sinh ra cạnh tranh không lành mạnh về giá cước xếp dỡ. Một số cảng tư nhân nhỏ lẻ đã hạ thấp giá cước để cạnh tranh. Do đó, đại diện các cảng biển trên cả nước đã đề xuất cần phải xây dựng giá cước sàn. Theo đó, các đơn vị sẽ không được hạ cước thấp hơn giá quy định nhằm tránh cạnh tranh không lành mạnh.